Nhảy lên đây luôn này. Nope. Ok, hướng dẫn và cài đặt game này ở trên PC luôn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt. Shima đang cài đặt. Ok. Shima Awa cùng nhau trải nghiệm từ game Shima. Ok, đăng nhập Google nha. Ok, sau khi đăng nhập đặt tên này, giao du này không có tiếng Việt nha, gần như đọc nháy hoàn toàn đi. Sẽ để full hết đồ họa chơi thử. Để đồ họa full đồ các kiểu FPS không được hơn cả Free Fire. Game này mà nó không bị kiện các kiểu game này có khi lại hơn cả Free Fire không đùa được. Giờ chơi PC nhưng mà chơi thao tác giống như kiểu mobile mới ghê này. Nhảy lên cổng trời đi. Đây là tôi. Ok, được rồi, tí mình sẽ ở đây cắt để setting nó. Được, súng và skin nó bị thay đổi khá thôi, mà hộp ống cũng thay đổi khá. Bây giờ cố gắng để bắn được mục tiêu ấy. Ở đây là không cần skin luôn các bạn ơi, ở đây có skin sẵn rồi. Double kill. Cái này là boss thôi nè. Ok, bây giờ mình thí nghiệm của mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình vào Free Fire. Sau khi hiện cái này ra, mình cho nó mất tải về. Từ từ mấy nơi. Ok, bây giờ mình đã nhập shot được cái kia vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ set tin game này trên PC. Ô người à. Cha người à. Thôi ok. Bây giờ mình sẽ có thời gian để chỉnh phím hơn. Game này như chưa có phòng luyện. Cái này là một kia. Mình sẽ đi bắn solo với mấy thằng già này. Ok bro, bây giờ PC ghép trận nhanh lắm nha mọi người, chơi trên này nè, bắn vui á. Nhảy lên đây luôn này. Nope. Hả? What the fuck? Oh, what the hell? Ôi bạn ơi. Ok. Gà. Đồ nhảy vẫn khá nhạy, game này đồ nhảy nhạy lắm. Ủa, mình có bụi cỏ này. Của mình á, game nào của mình chết rồi. 60. Ok, bây giờ chơi được rồi này. Nào, ta lên ga bốc đầu là phóng nhanh. Xe ta có hai đèn, tắt đèn là sáng lên. Tình cờ gặp công an tích mự rồi thấy chưa. Ôi, đúng quá trời. Rồi ta lên ga ý à, wow. Mà game này được cái sáng hơn Free Fire, nhẹ hơn Free Fire, mượt hơn Free Fire, FF ok hơn Free Fire. Nhưng mà mình chơi bị drop là chắc là do cái máy tính rồi. Tình cờ gầm lại người dừng. Nope. Cà phê quán khu người vui với ai. Summer City buồn quá. Đi xe máy rồi giờ đi xe ô tô đi. Để phóng cho kia xem cái đó là cái. I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work. Chẳng khác gì dân chuyên nhiều đâu. Anh em tải game này về solo với tôi nào. Quá đẳng cấp. Trời, cái katana đó. Nó nhái đến cỡ gọi là không có khác gì đúng ra. Để cho nó cao quá. Ui ơi, quả win hết hồn luôn ạ. Ok, thì con game này nó cũng khá là ok. Nghe nó vãi liền thật. Nói chung đây là một con game khá là on app ấy. Hiện tại Free Fire đang bị lắc lắc mà FPS toàn dưới 70 không à. Chơi con game này gọi là để cho FPS nó cao hơn cũng được. Nói chung game này có cái gì thiếu cái gì của Free Fire đâu mà. Kéo tâm các kiểu rồi. Ok hết. Mình nhảy lên nóc xưởng. Để lên nóc xưởng nha anh em. Ok, tới nóc xưởng không? Chưa tới nóc xưởng thôi. Rồi xong gió xuống dưới mà. Đồ họa thì lại sáng hơn Free Fire. Lắc này là do máy tính quá. Chắc chắn là do máy tính. Chào các bạn đến với thế giới của tớ. Đó là một cô gái hiền thục nết na. Khi tớ gặp một người, ví dụ như cậu trai này, tớ sẽ chạy theo cậu ấy và bắn chết mẹ cậu ấy. Mọi người đã hiểu tính cách của tớ chưa?
Thì không cho bạn xem clip nhớ bấm like subscribe cho mình nha. À mình phải hướng dẫn mọi người tải nữa đúng không nhỉ? Đầu tiên thì các bạn vào trên cái Google Chrome này, các bạn vào bất kỳ cái link nào đó, bấm đoan đoan thì mọi người cứ đoan thấy mà đoan xuống và cài đặt thôi, đơn giản lắm mà. Để đi qua tháp đồng hồ review. Mày tuổi khế luôn. Đồng đội đâu, lên đây. Trời ơi, giết người nha. Trời ơi, game mới ra mà đã bắn one shot. Úp mặt vô tường hận đời bố đối, nhưng thật ra không phải như thế mà chúng ta cần phải chỉnh lại. Anh đây chưa ngán một ai. Thấy rồi nha. Anh ơi, nhà có chó mà anh ơi. Anh ơi, nhà chó mà anh ơi. Ôi ơi. Có nhìn vậy. Ôi người bá ơi. Mày hả con? Mày hả con? Tuổi gì mà ăn được ăn? Ván này solo mới hay này. Đi kiếm nhà nữa. What the fuck? Nó là người. Mọi thứ theo theo một câu nói. Mày à con, tìm được ai, còn một người nữa, ván này top 1, nó like chứ, phải like chứ. Có bịt mít ôn không? Ê! Đây là trận chiến giữa hai siêu nhân bro. Game nước Lào mà thắng là Viva.